Hy vọng mình sẽ có biểu tượng vương miện để mình có thể sống trong lâu đài và cưới hoàng tử. Ủa, vương miện bị đảo ngược. Hệ thống chỉ có vương miện và chiếc lá. Vậy vương miện đảo ngược là như thế nào? Mẹ ơi, biểu tượng của con nó lạ lắm mẹ. Trời, vương miện đảo ngược như vậy có nghĩa con là kẻ thù của đức vua đó. Đi chia nó lại nha con gái. Dạ. Hệ thống thì bị làm sao á? Cho mình một cái vương miện bình thường không được hay sao nhỉ? Ủa Nhi, cậu có biểu tượng chiếc lá thôi sao? Bình thường như những người khác à? À, còn cậu có biểu tượng vương miện hả? Tớ chúc mừng cậu nha. Cảm ơn cậu, sắp tới tớ sẽ cưới hoàng tử. Tớ sẽ mời cậu tới dự đám cưới của tớ nhé. Nhớ tớ đó, tạm biệt. Mình chắc chắn hệ thống có vấn đề rồi. Người kiêu ngạo như Nancy như vậy, tại sao có biểu tượng vương miện được chứ? Không công bằng mà. Cậu nghĩ cuộc sống trong lâu đài thực sự hoàn hảo à? Tại sao không? Những cô gái có biểu tượng vương miện đều bị ép cưới đức vua. Ông ấy bây giờ có tận 15 đời vợ rồi đó. Cho dù các cô gái có biết đi chăng nữa thì cũng không có quyền từ chối cuộc hôn nhân này. Đó là điều luật ép buộc rồi. Cưới đức vua? Nghe thật là điên rồ. Ông ta gần sắp 80 hoặc có thể là hơn nữa đó. Nhưng mà nếu đó là sự thật thì tại sao mọi người ai cũng muốn có biểu tượng vương miện vậy? Đơn giản vì họ sẽ không biết gì cho tới khi kết thúc đám cưới. Mà tại sao anh biết? Anh cũng chỉ có biểu tượng chiếc lá thôi mà. À thì tôi đã từng sống trong lâu đài.